Ôi à. Ô, phá ra. Thấy không người thổi. Anh cầm tít lại mắt thế em có thấy gì đâu. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tường thuật trận đấu giữa đội FC Kesun và đội FC Bevun. Bình luận viên Đoàn Tú Anh và bình luận viên Minh Đức. Minh Đức sẽ cho cảm nghĩ của trận đấu hôm nay. Bạn sẽ đặt cửa bên nào? Cam là đội của FC Kesun và em đội đặt cửa của bên FC Kesun. Lý do bạn là sao? Vì bạn thấy đội hình của Kesun đây là hậu vệ phải là bạn Trọng bên điện nước của bên của Vinhome. Bạn đã rất hay, Trọng đã hay lắm. Trọng đã cánh sức đá tốt lắm. Người nhàng nhàng gầy người đá tốt lắm. Đấy Sơn Vinhome là đấy, đây Sơn Vinhome chuyển lên. Đây là Long Vinhome nhưng mà nói chung là không chế bóng không đấy, chuyển sai, anh dâng lên quả này đấy, anh dâng bóng lên quả này đang chuyền sửa lưng mình. Trong đó mình đã up vào đây rồi. Chuyền sửa lưng ấy, đúng không? Đức nhìn thấy gôn này đẹp không? Chuyển thế là không chuyển, được rồi. Không chế bóng rồi, tiền đạo phải không chế bóng để tiền đạo cánh nó mất bóng. Nhưng đội của Liverpool này, Đức xem lên bóng họ lên bài bản lắm, đây là họ lên đúng bài luôn. Anh nhìn như sân 7 nhưng phải đá một, nhìn như phải đá một trung vệ thôi nhỉ. Đá hai trung vệ là không đúng răng ngang. Anh thì cứ nghĩ là hai trung vệ răng ngang. Nhưng sau chỉ đúng một trung vệ và nó điều tiết bóng ở dưới. Đúng rồi, chiến thuật là 1-1-2-1-2. Đúng bài, đúng không? Chứ hồi xưa mình là nghĩ như này, anh nghĩ như này 2-1-2-1. Sai, 1-2-1-2. Dâng lên dâng xuống là treo cánh này này. Còn ông này thì điều tiết bóng này, phân phối này. Đúng bài. Pháp pressing là thứ cũng được. Đây là đây ông này áo đỏ là cũng của bên F11 đã bình thường cũng dâng lên đấy nhưng mà trên xương à xem tụi anh Đoàn dê mấy quả chưa tụi anh Đoàn nhớ quả hai đứa đang lên tây này đấy còn tụi anh Đoàn dẫn bóng xỉa của nó quá hay luôn xỉa lại ngay đấy chọc lại ngay cho đồng đội. Đấy, nhưng mà chuyển sửa lưng mình, đã rồi cũng phải chuyển cho mình. Đức xem quả dê xong giữ bóng hai nhịp qua hai người chọc khe cho đội bạn rất nhẹ nhàng thôi, chuyển đá nó lưu nhưu thôi, cầm bóng đuổi hết ngày. Đúng không? Anh nghĩ ba bốn ông khéo trên đuổi hết ngày luôn, cứ chọc khe nhẹ nhẹ đấy thôi, chứ đừng cứ bom bơm mà bổ, cứ có bóng rồi. Đây, con này đi bóng hay, đấy, một đối một nó qua hết. Đấy, nhưng mà nó chuyển rất là hay, đấy, đúng không? Cánh này, xong lật về này. Cứ bàn này lúc cứ chậm lại không chạy. Ngay đầu đường ấy, chị ngay cứ bàn bật truyền hay lắm. Một đây nó còn nào không? Đây là Sơn. À đây là Trọng đấy, dê bóng từ dưới sân lên qua hai ông ấy. Khỏe mà. Ông truyền cho ông này ông truyền. Đỡ bóng không xong. Chán. Nhưng mà đá thì không hay, đá kiểu đấy nhanh mất sức mà dễ mất chân luôn, vừa mất sức mà mất chân. Mà nó mất đội hình luôn. Vẫn hay nhất là phải riêng sân này cứ bàn bật để đội này tí nữa. Đây là clip đoạn đấy chứ còn đoạn sau nó bàn bật rồi nó không chạy. Cứ lên từng bước lên quả nào chết quả đấy. Lên quả nào chết quả đấy luôn. Lên quả nào chết quả. Sơn Muller chọc ra rồi. Đây ông này hay ra rồi. Bắt đầu là đội hình bắt đầu yếu hẳn rồi luôn. Hay ai rồi? Bạch Trần Thụ à? Đây Bạch Trần Thụ đây Bạch Trần Thụ vào đây. Bách vừa bảo là em nghỉ được lâu chứ đúng không? Đây Bạch Trần Thụ đây. Đỡ bóng đầu. Chuyền chán đâu chán đấy nhìn cái chân thì biết là biết tà bóng không để tôi anh Đoàn chuẩn bị lấy bóng này đỡ bóng không lên anh dê qua hai thằng đã không giả vừa sút rồi từ từ đúng ông này phải chuyền lên cho mình đúng không đấy, thoải mái đúng không không vội vàng làm gì chứ quả đấy anh lại đua anh thả bóng cho người là nó chém ngay anh lại Đức cần xem là quả đấy không nhẹ nhàng qua hai thằng hai line quay ngược lại cầm bóng rồi chắc đã
Dương cầm bóng chắc nhận được rồi. Chạy cả ngày. Minh Trang gửi đến Capsun. Đang thi đấu Capsun gì? Minh Trang ai? Khách. Hỏi mình. Hỏi rồi. Nhìn nhìn chân biết đúng không? Nhìn chân chán luôn. Cho ngay vào này thì là nó mất hết đội hình. Thì đừng hỏi tại sao. Nhẹ khí của đội hình rồi. Đúng rồi, mất ba vị trí, sân có 7 người, ba không biết đá thì bảo sao không thua đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là đội hình mình đủ thì chả ngán cái đội này đã, không phải gọi nó ghê gớm lắm đâu nha. Tất nhiên nó đá với mình nó đá như trẻ con thôi, nhưng mà đấy mình yếu ấy, dê bóng quả đấy là anh để quá quá đơn giản, không theo được. Mình không theo được ấy. Bên dưới. Chứ hồi xưa làm sao chuyện để cho nó qua mà bám theo đến chết thôi luôn. Đấy. Nó dê xoay lại. Dê đấy thì cũng không thèm tính nữa. Dê kiểu quay về gôn thì không tính. Nhưng mà đấy, nó cứ chuyền bàn đấy, đấy, bật, đúng không? Họ bật có bài. Đấy, đúng không? Chạy đều vào thế Đức chạy, chuẩn xuống cánh này. Đấy nhỉ, đã hay, bàn bật hay. Chia. Đội Đức là đá một trung vệ đúng không? Một ông ở dưới điều tiết bóng trong đầu cũng dâng lên cả 7, 5. Đức ăn được đội này, chắc cũng ngang, cái nghĩa ngang kèo. Không nói, đá cho một cái đội. Nha kèo. Bạn Đông Anh. Bạn Đông Anh lớp ấy xưa, bạn Đông Anh lớp phòng ngày xưa anh bảo kèo đấy. 95-98 mà. Qua đấy Lê Hồng Phong ngày xưa. Đội giá tương mừng. Đội Vi Chuyên. Đập cho tương mừng. Lúc đầu 4-0. Sau lại thay cái thằng một thằng kiểu như là thuê đi đá xong gọi trên forum của đá cái cánh đấy mẹ nó gỡ cho 4-3 sau lại đuổi cho ra ngoài lại giá thêm 3-0 nữa mà trong đó mình cũng đã yếu đấy. Chút nữa rồi. Ui đá đi, đi. Chủ mua à? Thank you.
Về đi. Chạy theo bóng này đủ chết rồi. Chưa cần đại. Chạy theo bóng đã chết rồi. Có quen rồi chạy hết. Đội mình có ấy đâu, cầm được bóng đâu. Không nói trước. Nói muộn thế. Đúng rồi, anh vào sân đi nhìn trông ngứa mắt rồi đấy. Nhìn trông cáu đấy. Đứng cáu. Đội này phải đá với đội ấy thôi. Đội này đá đội Nhi Đồng ở đây được rồi. Sợ thật. Đốp. Anh nhờ bạn bắt gôn luôn à, bắn cho S1 à, S11 chuyên nghiệp như thế được. A few moments later.
2000 years later.